Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại C cùng chơi Warcraft 3 Reforged. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc phiêu lưu của anh Rexha và những người bạn đi giải cứu thế giới này. Ok, chúng ta làm hết mình những cái nhiệm vụ ở lần trước là chúng ta làm hết mình nhiệm vụ phụ, nó gọi là optional quest này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp tục cái main quest là chúng ta sẽ đi hội quân với cả main horde để chúng ta đánh được một cái căn cứ của cái hội nó gọi là cái bố của cô Jaina, cái ông nó gọi là Admiral ấy. Admiral như kiểu là kiểu ông kiểu mấy ông mà gì nhỉ, tiếng Việt nó dịch là gì nhỉ? Mấy ông mà là thủ lãnh ở mấy cái đoàn tàu ấy, chinh phạt ấy, gọi là Admiral, thuyền trưởng à? Tại gọi là ông thuyền trưởng. Trong khi đấy là chúng ta sẽ xem cái vẻ đẹp trai của anh Panda, xem anh đẹp trai cỡ nữa. I'll give it a shot. I'll put it on your tab. Đi ra đây đi. Đây bọn anh đang welcome my friend. Tide Fury Cove. Amro Ford are deeply enchanted and only full assault can push them to the shore. Chúng ta sẽ tạm thời đánh đuổi của họ này. Đợi mình xem. Sao mình nghe cái tiếng điện thoại đâu? Nhỡ sóng cái này. Ok các bạn, mình phải dừng lại một chút. Không hiểu sao mà nó bị cái nhiễu sóng ở đâu, nó cứ kêu. Ok. I'm acting on instinct. Optional quest. These are perfect, Rexar. Just let me finish this spell. Anh sẽ búp mấy cái đồ này, tạo một cái cờ cho bọn này. Bọn The Hole. There, the blessing is complete. One last thing, Rexar. I want you to carry our standard into battle. I hereby name you Champion of the Horde. Champion of the Horde. It is an honor, War Chief. I will carry your standard with pride. Loktar Ogar. Loktar Ogar. Loktar. Mình chạy vào cái đấy đi. Kìa là let go. Your efforts may have saved us all, Rexar. The Ogre and Tauren conscripts you've rallied could turn the tide in our favor. Proudmoore's forces have established a stronghold due north of our position. Our scouts report that he's mobilized all of his standing forces for an attack on Durotar. War Chief, Admiral Proudmoore's forces have begun their advance. They'll be here any moment. Let them come. Chúng ta đến đoạn này chúng ta chưa kịp cung thành. To be more than they bargained for. Rexar, you've earned the honor of drawing first blood. I'll hold the defenses here, but I want you to lead the attack against Proudmoore's base. Gladly. All right, you warriors. The hour of victory has arrived. Come, you Tauren. Rise up, you ogres. Today, you stand united with the Horde. Loktar Ogar. Chứ là đến cái đoạn này là chúng ta có một lựa chọn là đi đánh tấn công các bọn này. Và cũng có một số cái yếu tố là đi kiểu đẩy nhà kiểu ấy. Ogima Forest. Sao cái này không xây được? Con này là con What lies before me? Đây là chúng ta có thể xây, tất nhiên là không mất tiền, nó chỉ mất cái farm thôi. Còn mình đang có một ít này. Ogmazi này.
số thăng này này. Để đẽo 3 đi. Get on with it. Oggy thường này. Stormore Ogre này. Torrent này. Và bọn này nó sẽ tự động nó spam ra để chúng khả năng là mình sẽ cần cái thằng công thành này. Thằng này này. 6 đi. Storm Age và một cái bọn không sa man à. Mấy cái này đều xây được hết này, thuyền này. Brigade này đây này. Mình muốn xây thằng Witch Doctor này nó sẽ hồi máu này. Đã 7 rồi nhá. Ôi, chúng ta đi rồi. Trên thực tế là thực ra cũng không cần lắm. Bây giờ mình chỉ cần mấy đứa bọn quân tướng là thôi. Còn cái bọn kia thì có cũng được không có cũng được. Gọi là đi cho vui. Thế nên là đi theo anh này. Nên là có một cái chỗ doanh trại của nó này. Vào đây. Phun nữa cho anh này, anh ta đi 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 chặn hết cả đường ta. Thôi là cứ cho bọn này vào đi. 6, 7 đây thì thằng Witch Doctor ta chết. Thôi vào đây. Anh hiên ngang anh gọi. Chờ trận. Họ tê ra rồi húc. Úi, đầm nhà. Phun lửa. Úi xa. Hold down. Ơ sao cái bọn này nó chưa nâng cấp à? Chưa có đủ mê phép à? Toren. Đây là một cái nhà phụ của nó. I got the righteous groove. Abijaman. I'm ready to track. Mình có thể mình xây thêm một cái bàn đá nhỉ. Ô, bọn em đâu ra nhỉ? What lies before me? Nó đánh ngay của mình. Chống á. Cho nó một trận. Úi sao đấm. Úi sao. Mặt sổ anh à. 6, 7. Bọn xây thêm mấy bọn là Ogre ấy này. Lên. Bọn này nó sẽ đẻ quân ra liên tục. Nó là phiền. Ui, đây nữa này. Chung là team mình khỏe lắm. Hồi máu đây. Cái này là nó sẽ hồi sinh lại tinh của mình ra. Anh này có chiêu hồi sinh lại tinh. Xô. Xô. Thiên thần bay. Đây là một thằng nữa. Số 3. Này nó chỉ có một nhiệm vụ thôi. Đó là tiêu diệt cái Proudmoore Castle. Là cái lâu đài rất là to.
my strength. I am able to help. I'm able to help. Another round? Phun lửa đây. I got the right just groove. A little bit tricksy. I feel you, man. What you be craving? Thì mình không cần hồi máu đâu nha, mình cần mấy con muscle này. Là mình sẽ cần thêm mấy con xe bắn đá đấy. Flush them out. Là đứa nào mình còn điều khiển. Oh no. Thuyền này. Phá hết nhà ta này. Con gấu này đã phun lửa rồi này. Nó ra đây mana này. Đi nào các anh em. Đây là có thuyền này. Ủa cái này ngoài đảo à? Ui. Quái tuổi tôm đánh nhau ta. Phun lửa thêm phát nữa. Ui rồi mẹ, tan tành. Mẹ hero mày quá khỏe. À, từ từ. Này cái, ở đây này, cái này chưa nhặt này. Ui trời ơi. Quên mất đấy. Ui, từ. You seek me help? What lies before me? Chú bình tĩnh thì anh đi về. Cái này cái, cái xe của mình đây. I hear the summons. Đi về rất là nhanh, chúng ta nhặt đầy. Đây là cái cờ này. Orinma Battle Standard. Our paths converge. Này mình vứt mẹ này đi. You see me help? Còn được không? Không. Cho nhưng mà chính đi. Anh ấy có cái cờ cắm ở trên đầu này. Cờ này cắm luôn trên đầu à? Nhìn thấy ảo nhỉ? Phải cắm ấy. Cái này đúng cứ cắm như luôn trên đầu ấy nhỉ. Trên thực tế là phải đeo sau lưng nhưng mà cái này cắm như kiểu cắm phát trên. À đúng rồi, đeo sau lưng thật. Nhưng mà cái này nó làm lại đúng như kiểu cái bản gốc ấy. Nó cắm phát ngay trên này. Đúng ra là phải đeo có một cái nó bé bé thôi, như kiểu bọn samurai ấy, nó cái cờ trên lưng. Cái này nó sẽ là tăng tất cả mọi chỉ số 5 này. Và cộng hero and friendly nearby melee này. Có nghĩa là búp cho tất cả các team của mình hút máu luôn, rất là mạnh. Đánh hút máu nhưng mà tất nhiên là chỉ đánh gần thôi nhỉ. Đánh cận chiến thôi. Nên là cái này nó búp cho toàn thể cho team. Chắc đây là một trong những cái item nó mạnh nhất rồi. Thunder Lizard này. Cầm này đi. Thì chúng ta đi luộc nốt đây này. Ơ cái con này ở đây. Ra đây. Anh em bà nhà bao việc. Đây có cái gì? Đây là cái cổng chính của bọn em. Chết đấy. Phun lửa. Úi giời. Tấn công. Nhanh ngay nào. Úi giời. Hỏng hết cơm gạo tôi. Quẩy rồng đây anh ơi. Úi, gọi tê giác của anh nào. Úi giời. Ui, con này chết luôn. Châu anh đời. Bạn bè dạy. Úi xòi. Sống lại đi các em. Ui, lại chết luôn. Đóng kinh thế. Xòi, bắt. Nhà xây thêm là 6, 7. Chắc mình chỉ muốn xây thêm một xe bắn đá đấy. Ui, bọn này đâu ra đông thế.
không đủ mana để bắt bọn này à? Ui chết chết rồi. Ui không để ý mẹ, chết mẹ luôn. Ui má chó chết rồi. Lên 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 lên. Phun lửa. Mày chơi bố mày. Lên đấy. Ulti của anh nào. Mẹ một mình anh thằng này trống luôn. Anh ở đâu rồi? Nên bảo là thực phần lớn là hero mình trống là cũng đủ rồi. Ui mẹ một mình thằng này nó solo ở đây này. Giật điện. Úi sợ phun. Thằng này nó còn chưa sử dụng cái ulti của nó. Đánh gấu ra à? Mẹ bố mày chẳng chết. Mấy cái bọn xe bắn đá rồi đâu rồi. Mình có thể xây thêm mấy con muscle rồi. Đây con này được một con này. Mà rất là nhiều item. Cũng không thực sự là mình phải dùng lắm. Cạn hết cả mana rồi. Nó phang mình. Ui mẹ có phượng hoàng đâu mà lắm đấy. Griffin đâu mà đông đấy. Ui nó ra một đống đấy. Chết. Ui dồi ôi phun lửa. Nên này chẳng cần hóa mày. Mà cho thằng này chết nữa được. Này nó vẫn có hồi sinh. Mày sao bọn này nó đông thế nhỉ? Đông một cách khủng khiếp luôn đấy. Mẹ trụ nó bắn đấy. Này chết rồi. Đánh trống. Xây con mẹ là mấy cái thằng bắn đấy nhỉ. Mình phải kéo thêm một cái đội này là số 5 này. Xây con mẹ mấy thằng ném vào phệt. À, tấn công kinh. Lên phải phá được cái nhà này của nó đấy. Còn mấy cái này bắn đây. Tôi chả hiểu cái gì đang xảy ra. Mẹ nó bắn hết mấy con này của mình. Bọn này là Ranger nó 1000 này. Ui nó bắn này. Mẹ đông quá nhỉ. Mình phải lùi thôi. 5, 6, 7. Hình như đằng này nó có cái đường vào thế này. Đấy yeah. Mình đi cái đường này vào này. Mẹ nó cứ toàn ném xe này mình còn phệt mẹ đều ra đấy. Tướng của mình nó không chết ở đâu nhưng mà nó phiền ấy. Mẹ nó cứ kéo dài ở đây. Ui
Đây nó đẻ quân rất là kinh khủng. Chết. What lies before me? Năm sáu bảy. Gọi mẹ mấy con sa man này ra mà hồi. Panda của tôi đâu? Panda vẫn solo trên này. Mẹ Panda bây giờ nó có chiêu 30% né tránh ấy. Và 10% critical damage là 6 lần. Đánh 570. Đánh rất là kinh khủng. Và vậy rắn mê 135 và đánh 45. Cắm lên đi. Vậy rắn này nó cắm ở cái vùng nào cao cao ấy. Thì mang, có thể mang tính chất là defend tốt nhỉ. Anh gấu anh solo này. Chết mẹ. Đây, ra đây. Ra đây hết cho ta. Thằng này Zolo này. Thằng này bị chém. Don't worry, be happy. Save your poison. Another round? Ok, mẹ này, ra đây này. I'll put it on your tab. Thế mình phải đập nhà bọn này. Have one on the house. Thầy mẹ bắn ném ném thương vào phải. Sa man Elite Khanai máu 2000 này. Chết rồi. Chết rồi. À kinh quá nhỉ. Đây này này này. Cái phía này là nó sẽ đẻ ra. Mấy cái bọn pháp sư này rất là đông. Chết mẹ. Mình phải mấy cái phun lửa này. Phun được mấy cái tháp của nó đấy. Tại mấy cái thuốc dụ này bắn khó chịu nhỉ. Mẹ, chết chà. Ui mẹ lắm trụ thế. Nhà đâu thấy trụ. Mẹ phá hết ta. Đây level 12. Phá hết mấy cái nhà rồi này. Ui giời, chết. Mẹ dính cái chiêu slow rồi này. For the Dark Spear Tribe. A cool man. Not pleasure. For the Dark Spear Tribe. Là cái bài này nó là thứ nó không cần mấy cái bọn này mày. Chết. Phá đây, phá đây. Các bạn khôn nhỉ, nó cũng phá hết mấy cơ quan của mình. Mẹ Griffin đâu mà lắm thế cái chứ. Chết hết rồi ta. Mẹ nó quên gấu ném. Khốn nạn này. Nên là chúng ta giảm được cái lượng quân nó đẻ ra rất là nhiều rồi. Mẹ máu nó máu mình không thể tụt được. Quá khỏe rồi. Hút máu quá kinh khủng. Bây giờ là gấu này đồng thời là cũng hút máu luôn này. Vampiric Aura. Thật mẹ cái trụ chó chết này đi. Trụ này đam nó to. Chết mẹ. Đập mẹ mấy cái trụ chó chết này. Cái này là phun lửa ra đây. Úi giời.
Cun ca đây luôn này. Thách nào. Anh nghe nhân vật chính này. Anh thuyền trưởng. Mẹ lão này khỏe thế nhỉ. Lão này giáp vào 23 và đam gần 300 rồi. Tài phép đây. Nhưng mà sao mà đụng được với team team stun của mình. Cho vắt tân đấy. Úi giời. Chết rồi. Ủa chạy về đây. Chạy rất là nhanh. Mình phải phá cái nhà chó chết này. Ủa à, lão này là bất tử à. Đứng. Lóc mình à. Lão này sẽ bất tử à. Trăm máu nó bất tử này. Mẹ chỉ đứng đứng chém chay mình thôi. Ôi chơi gần này nè. Chó này. Nên mà là cái này cần thì cái bọn này xây muscle anh nhỉ. Xây thì kệ mẹ. Ui. Cái gì mà xét kinh này. Ui. Chưa xét ở đâu mà đây xét kinh này. Ui mẹ mày không để ý cái nó vào giật chết tất cả team mình. Phải rồi. Thanh niên ở đâu ra nhanh này. Mẹ chuyện đều thật đấy. Nó vào giết mình từ lúc nào rồi. Have one on the house. I hear you, man. Our hero has been slain. Centaur Warchief. What lies before me? Huh? Our hero has come slain. À, bị giết hai lần à? Chả ra giết, giỏi giết bố mới. Ui, mà đánh kinh thế. Lão này bây giờ bất tử luôn này, mẹ bố đấy. Ơ, kiểu gì ấy, đùa nhau à? Ơ, what the heck man. Ui, mẹ lão này bất tử ra đánh. Unleash my strength. Có đùa nhau à? On the prowl. Destroy Brown Mall Castle này. Ui. Mẹ nó bất tử, nó cứ nhảy nhảy về nó phệt mình như này. Nó sao đánh? Đùa mẹ này đánh đố nhau à? Thôi được rồi, mình cứ nhảy con mẹ mà ấy mất phệt nhỉ. Ui mẹ nó đứng nó chém đấy. Thôi được rồi, cứ nhảy vào chịu đấm ăn xôi. Ô, mình không biết là cái game nó bị lỗi hay là bị làm sao nhỉ? Nó gì mà thằng này nó bất tử này đánh sao đánh? Ui mẹ nó đánh nó giật điện này. Đấy. Đừng có giật điện như này sao mà chịu được nhỉ. Ui bắn này. Ôi, mình khó hiểu thật đấy, mình không hiểu sao. Hay là mình phải ra đảo nhỉ, từ. Ui. Mẹ cái thằng game nó bất tử sao mà mình đánh nó. Unleash my strength. What lies before me? We're under attack. Ôi, thằng này nó ra đây bị mấy thằng Centaur Kha nó giết. Ôi chả sao kệ con mẹ nhảy vào phệt. Nhưng mà mình xây thêm mấy cái bọn bắn này. Phải bắn đá vào một phệt. I'm ready to track. Centaur Kha. Chết mẹ. I'm acting on instinct. Sao con này lại bất tử nhỉ? Mình không hiểu sao. I wander alone on the prowl. Our paths converge. Mẹ nó lại còn mất hết mana vào đâu. I'm ready to track. I've got the scent. Thế mà nó vẫn đẻ quân ở đâu ra không hiểu. I wander alone.
Thì ra đảo chơi xem có gì không. We're under attack. I'm acting on instinct. Our paths converge. Chan boss ship. Ủa lại phải xây á. I'm ready to track. Bọn này không biết là đấm mấy cái nhà này của nó thì nó có bị mất không nhỉ? We're under attack. Bố mới ra đảo trời. Hình như là ngoài đảo này vẫn có một cái căn cứ của nó. Đây này chỗ này. Ủa mẹ đông phết đùa. Hydromancer. À, này có mấy con thú á. Ủa đây có cái shop này. Drum này. Mua mẹ cái này nhỉ, cloud này. Thế là nào còn slot, hết mẹ slot này. Rồi băng này băng vứt mẹ này đi. Spell shield này vứt. Bạn này có thể mua thêm cái trống đấy được. Cái trống này nó sẽ là một cái aura riêng này. Và cộng phải không nhỉ? Endura rum. Nó stack một command aura. Precisely. Phải cái này là command aura nhỉ? Unleash my strength. I just grew up. Thử vứt cái trống này. Cái này là nó stack ở. Và mua cái cloud này. Không có gì hot này. Mua cái cloud để chặn cái ấy thôi. Đây, ở bên này là nó có một cái căn cứ của nó. Cho mày ăn đòn. Đây đây các anh em. Cho bọn em một trận. Ồ đấm kinh phết. Không biết là cái này phải để quân ra cái chỗ kia. Ôi dồi ôi. Cái anh Troll này anh bảo là... À đâu, đúng là thằng Troll nó bảo là nó sẽ phòng thủ căn cứ của nó. Nên là cái việc tấn công là sẽ dựa hoàn toàn vào mình. Rất là hay. Xem gọi này dụ bọn dàn. Không tới á, à tới này. Ném tao á. Ném cho phun lửa bọn này phát này. Úi giời, chết đi. Ok, về cơ bản là chúng ta có thể đi rồi. Ủa, thuyền mình nghìn mấy máu này. Thuyền mình 1500 máu, ngon lắm. Còn lâu mới chết. Bố mới còn lâu mới chết à, cho mày ăn hành. Để mình phá hết mấy cái nhà đẻ quân của nó. Nên nó tấn công mình à. Tuổi chó mà anh nhau ra. 5-6 này. Ui dồi mẹ, ông đâu gọi sói to đùng. Đây là cái cảng. Đây nó còn... Đây nó cũng chẳng có còn cái nhà nào nó đẻ quân nữa.
Đây này, đây nhá, bây giờ cái thằng Proudmoore này là nó bất tử luôn này, không hiểu sao. Hay là cái game nó bị lỗi nhỉ? Chứ làm gì có chuyện mà thằng nó bất tử luôn này. Mẹ nó bất tử như đánh cái chó đấy nhỉ? Nè, Invulnerable này. Mẹ nó bất tử như đánh cái chó đấy nhỉ? Nên là vẫn có một cái nhà đè quân của nó. Bây giờ phải tránh cái đụng đụng độ của thằng chó luôn đây. Này thì đứng hồi đi. Mẹ nó đứng giật chiêu này, dã mạnh dã man luôn này. Chiêu giật điện này, kinh khủng luôn. Úi dồi, cái mẹ chiêu giật điện của nó đấy. Ui mẹ, có chém đấy. Tôi không thể tin được mẹ. Mẹ nó không đánh được nó sẽ đau đều vậy. Khốn nạn rồi đấy. Phá hết mấy cái nhà ra đây. Thằng này nó đi sau đốt mình, mẹ đều rồi đấy. Thôi được rồi, phải chịu khó bây giờ rồi. Làm sao bây giờ? Bây giờ anh Châu này sẽ có cái chiêu Claw ra. Để Claw cái nhà này. Mẹ coi nhẹ và đánh đấy. Anh Châu của ta. Ui, nó vẫn đang bắn được á. Bây giờ thằng này mẹ đánh nhà nó đứng ra nó đốt này. Đó, khốn nạn thật đấy. Ok. Có Rexa chết rồi. Đánh ngay, đánh ngay. Ôi được, chịu khó đi đánh. Mẹ cứ ra đây đánh. Đánh đi, đánh đi. Con gấu của tôi đâu? Phần thân đi, phần thân đi. Mẹ đánh không hiệu quả mà tí nào. Không biến được nó này, mẹ thế mới đều. Ui, tành bao nhiêu đam rồi. Con thằng chạy, thằng chạy đi. Mẹ, bù xịt vãi đá, thằng này bất tử rồi. Oh, đập rồi, đập rồi. Cái thằng này nó vẫn đứng đây này, vãi nhà rồi. Đập cái nhà thì làm sao? Mình cảm thấy cái như bị lỗi game ra nhỉ? Này, này, thằng này nó vẫn bất tử. Đừng có chém đấy. Ui, chém toàn mẹ mấy trăm đam. Tôi không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Ok, vừa dù sai lại chúng ta sẽ quay lại rồi. Quay lại cái chỗ anh sao mình, sao nó vẫn báo là mình vẫn còn cái side quest nào đây? Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ chỉ cần quay lại anh gặp anh Troll này. Hoàn thành báo cáo công việc. What lies before me?
báo cáo chất lượng công việc nhỉ? Là thưa sếp, bọn em đã đập hết cái căn cứ bọn là kiểu quân địch mà, kiểu trong khi sếp đang ngủ trưa. Đúng là mẹ thanh niên này chả làm gì mà, chỉ đứng ở nhà ôm trụ. Điên hết. Ui giời, đập rồi. Ui chém cho phọt hết cả máu. Không chạy nhanh thì chết này. Biết ngay. Thromkar, war chief. We've routed the human forces on the mainland, but it appears that Admiral Proudmoore and his marines have pulled Admiral back to the safety Proudmoore. Of Theramore Isle. I wish this was the end of it, Rexxar, but so long as Admiral Proudmoore lives, he'll never stop hounding us. We must press our attack and lay siege to Theramore itself. I only pray that Jaina is safe. She had nothing to do with her father's agenda, but unfortunately, invading her citadel is the only option we have left. Cái này là nó cũng đồng thời là nó kết thúc cái chapter 2 tao nhá. Đây là ôi mình mất sẽ nó ghi là 38 phút anh nhá. Trời ơi. Hình con gấu. Chapter 2. Ok, mình sẽ quay lại ở cái chapter 3 là chapter cuối, là chúng ta sẽ đi vào cái chỗ Theramore để chúng ta tiêu diệt cái đội quân của cái ông Proudmoore này. Ok, như thường lệ nếu các bạn nào thấy video hay lại like, chia sẻ và đăng ký cái channel để support cái nội dung của mình. Và mình có chơi rất là nhiều cái campaign trước ấy. Nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể xem lại ấy. Từ đầu campaign kể cả phần prologue ấy đến tất cả cái campaign đến tận 4 nước campaign bây giờ. Nên là nếu các bạn chưa xem, các bạn có thể check lại bất kỳ các cái campaign nào cũng đều rất là hay. Một cái trải nghiệm về cái câu chuyện rất là hoành tráng của cái Warcraft 3. Ok, mình sẽ quay lại sớm để mình chơi cái chapter 3 để gọi là kết thúc cái câu chuyện này, và cũng như là kết thúc cái cả cái phần, tất cả các phần về cái trò Warcraft 3 này. Mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác trên channel mình.